Thưa quý vị, hôm nay Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang vừa bắt một tàu vận chuyển số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc. Chiếc tàu mang số hiệu KG91060TS do ông Nguyễn Công Định làm thuyền trưởng, chủ phương tiện là bà Huỳnh Loan Anh. Cụ thể, vào sáng ngày hôm nay tiến hành cho dừng tàu KG91060TS để kiểm tra hành chính theo quy định. Tổ công tác đã phát hiện trong khoang tàu có chứa khoảng 10.000 lít dầu DO. Tổ công tác đã yêu cầu chủ tàu xuất trình chứng minh số hàng hóa trên, nhưng tài công đã không chứng minh được. Hiện Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã báo cáo vụ việc trên để tiến hành xử lý theo luật định của pháp luật. Trong khi đó, thì Phòng Cảnh sát Đường Thủy Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngành chức năng tuần tra phát hiện và bắt quả tang một phương tiện thủy là ghe sắt chở quá tải số lượng lớn cát sông, đồng thời sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Cụ thể, vào sáng ngày 18 tháng 5, trên tuyến sông Vàm Nao thuộc xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Tổ công tác số 2 Trạm Cảnh sát Đường Thủy Vàm Nao đã phát hiện ghe sắt mang biển kiểm soát CT10097 đang chở khoảng 100 mét khối cát sông do ông Nguyễn Thái Học, sinh năm 1987, trú tại tỉnh Đồng Tháp điều khiển vi phạm, chở quá vạch dấu mớ nước an toàn và các quy định về điều khiển, hoạt động của phương tiện, thuyền viên trên phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa. Qua làm việc và xác minh nhanh, số cát trên phương tiện không rõ nguồn gốc và sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Sau đó, tổ công tác đã chuyển giao toàn bộ tan vật, phương tiện và số cát trên cho Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xử lý. Ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép tại thành phố Buôn Ma Thuột gồm cửa hàng tại đường Hồ Tùng Mậu, phường Tân Tiến, cửa hàng Vapland có địa chỉ tại số 44 Y Ngông, phường Tân Tiến và một cửa hàng tại phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột. Tổng số lượng thuốc lá điện tử, phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử trong 3 vụ việc trên được phát hiện là 941 sản phẩm. Quá trình làm việc, các chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hàng hóa, không xuất trình được giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Hiện các vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình vừa phát hiện một đối tượng mua bán cá thể rắn thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Cụ thể, vào tối ngày 17 tháng 5, tại đường Quang Trung, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, lực lượng công an đã phát hiện Nguyễn Văn Thành, trú tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, mang theo một cá thể rắn hổ chúa còn sống. Thành khai mua cá thể rắn trên với giá 3 triệu đồng tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, mang ra thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình để bán cho khách với giá là 6,5 triệu đồng. Qua giám định, cá thể động vật trên là loài rắn hổ chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ. Hiện Công an thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Tiếp tục với các thông tin khác. 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của thành phố Hà Nội đã tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Để duy trì tăng trưởng hai con số từ nay cho đến cuối năm, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi động chương trình khuyến mại tập trung, trải dài nhiều chương trình. Tháng khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội sẽ được triển khai vào tháng 5, 7 và 11 với từng loại ngành hàng cho từng tháng khác nhau. Trong tháng 5 này, các mặt hàng tiêu dùng và nông sản sẽ được khuyến mại với giá chỉ bằng 1/2. Theo đại diện Sở Công Thương thành phố Hà Nội, mức giảm giá cho các loại nông sản sẽ từ 30 cho tới 100% cho các sản phẩm đăng ký tham gia khuyến mại. Khung giờ flash sale được tại một số địa điểm kích hoạt, đặc biệt là sẽ đồng loạt giảm giá cao hơn. Với nhiều ưu đãi chuyên sâu, thành phố Hà Nội kỳ vọng doanh số bán hàng của các doanh nghiệp sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ đến hai con số. Thưa quý vị, một trong những thách thức chính mà các chuyên gia đề cập đến mới đây đó là Liên minh châu Âu đã ban hành luật chống phá rừng, quy định sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vào châu Âu bắt buộc không được trồng trên đất phá rừng hoặc là làm suy thoái rừng, trong đó thì có cà phê. Liệu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của nước ta hiện nay có đáp ứng được những yêu cầu mới từ thị trường này?
Phóng sự được thực hiện tại tỉnh Đắk Lắk, thủ phủ cà phê của Việt Nam. Đây là một trong những doanh nghiệp cà phê tại Việt Nam được cấp chứng nhận sở hữu. Vì thế, sau khi EU thông qua luật mới bắt buộc các công ty phải đảm bảo các sản phẩm được bán ở EU không dẫn đến nạn phá rừng và suy thoái rừng, doanh nghiệp này tự tin sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu. Bởi lâu nay, doanh nghiệp này luôn tuân thủ quy định về truy xuất nguồn gốc nguyên liệu đầu vào. Sản xuất theo quy trình cà phê hữu cơ, đó là nhằm mục đích là bảo vệ môi trường, tăng cái chất lượng, giá trị của sản phẩm. Và hiển nhiên, đây là chúng tôi đã chú trọng và coi trọng đến cái việc là bảo vệ rừng. Tuyệt đối chúng tôi là không thu mua trên cà phê trên những cái diện tích đất rừng. Khâu thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp có sự liên kết và có cam kết của nông dân, hợp tác xã. Chỉ những vùng nào được cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất hợp pháp mới được canh tác cà phê. Do vậy, luật mới của EU là điều kiện thuận lợi giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho cà phê Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường này. Bởi lâu nay, đi cùng với đẩy mạnh chế biến sâu, Việt Nam đã thực thi nhiều chính sách thúc đẩy canh tác cà phê bền vững, an toàn, có các chứng nhận quốc tế. Trên thị trường thế giới thì việc cà phê ngon thôi chưa đủ, mà chúng ta cũng cần tiếp tục những cái chính sách mà chúng ta đang thực hiện một cách đúng đắn. Ví dụ như là đẩy cao cái việc mà thúc đẩy cà phê bảo vệ môi trường, ngăn chặn nạn phá rừng và đặc biệt là phải trồng lại cây xanh, cây che bóng để mà tăng lên cái lượng cây xanh để đảm bảo là chúng ta ứng phó tốt với biến đổi khí hậu. Việt Nam hiện có khoảng 710.000 hecta cà phê cho sản lượng hơn 1,8 triệu tấn một năm. Theo các chuyên gia, luật chống phá rừng của Liên minh châu Âu không đáng ngại với cà phê Việt Nam bởi cây cà phê đã được trồng từ rất lâu. Và thời gian gần đây, nông dân không mở rộng diện tích, chỉ tái canh trên diện tích sẵn có. Chúng ta hiện nay là một cái cường quốc về robusta thì pricing trong thời gian ngắn đã vượt lên 1,3 triệu tấn. Nhưng các sản phẩm mà phát triển robusta của pricing hoặc các quốc gia khác thì nó gần với cái thời điểm phá rừng. Thì Việt Nam thì may mắn thay, từ cấp độ chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Nông nghiệp, chúng ta đã đóng cửa rừng trên về mặt luật pháp từ 2017. Thì điều đó có nghĩa là các cái sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ Việt Nam nó sẽ rất là thuận lợi khi vào châu Âu. Người tiêu dùng châu Âu ngày càng quan tâm đến các sản phẩm xanh, bảo vệ môi trường. Đạo luật mới của EU có thể là đòn bẩy để ngành cà phê Việt Nam ngày càng chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi với bảo vệ rừng và đa dạng sinh học. Với mục đích góp phần chăm lo, hỗ trợ, cổ vũ tinh thần, giúp cho thanh niên công nhân nâng cao được hiệu suất công việc, Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 2.500 thanh niên công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Điện Nam, Điện Ngọc sẽ được các y bác sĩ của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí. Đây là một trong những hoạt động chính của ngày hội diễn ra trong 2 ngày 20-21 tháng 5. An tâm vì được thăm khám, anh Lê Tự Minh cũng như các công nhân vui vì sự chăm lo sức khỏe người lao động như thế này. Tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn và những người có điều kiện mà liên quan tới bệnh mà mình chưa có điều kiện đi khám để phát hiện ra bệnh thì đây cũng là một việc mình cảm thấy là rất ý nghĩa và rất tốt. Bên cạnh chương trình thăm khám sức khỏe, còn có nhiều hoạt động như triển khai các gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu cho đời sống của thanh niên công nhân, tổ chức các chương trình văn nghệ thể thao, trao quà cho những thanh niên công nhân bị tai nạn lao động, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Nó góp phần vừa động viên cái tinh thần cho công nhân trong cái điều kiện làm việc đang rất khó khăn như hiện nay, và mặt khác thì cũng giúp cho các cái doanh nghiệp để tiếp tục phát huy cái tinh thần năng động sáng tạo của công nhân vào hoạt động sản xuất, tạo ra cái của cải vật chất cho xã hội. Sau Quảng Nam, từ nay cho đến tháng 11, Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực sẽ được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tiếp tục tổ chức tại 5 tỉnh thành của 5 khu vực. Sẽ tổ chức trong vòng 3 năm tới. Từ đó thì chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ đưa ra những cái giải pháp, những chương trình nó phù hợp hơn nữa dành cho các bạn thanh niên công nhân. Trong năm 2023, dự kiến Ngày hội Thanh niên Công nhân lan tỏa năng lượng tích cực sẽ thu hút khoảng 50.000 lượt thanh niên công nhân tham gia.
việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân nói chung và lực lượng thanh niên công nhân nói riêng thông qua những chương trình như thế này là hết sức cần thiết. Đặc biệt là sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống người lao động vốn gặp nhiều khó khăn. Tiếp theo xin mời quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác trong Kinh tế Phương Nam. Kim Thạch xin kính chào quý vị và các bạn đến với tin tức Kinh tế Phương Nam. Kính thưa quý vị, mới đây hãng hàng không Vietjet đã công bố đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến tỉnh Hiroshima, Nhật Bản. Và đây là đường bay thứ 8 kết nối giữa hai nước. Buổi công bố đường bay này có sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và đại diện cấp cao lãnh đạo, cấp cao của Chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Hiroshima. Đường bay Hà Nội Hiroshima sẽ bắt đầu phục vụ khách hàng từ ngày 19 tháng 7 với hai chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư và chủ nhật. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 4 giờ 30 phút. Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 2 giờ 15 phút và hạ cánh tại sân bay Hiroshima lúc 8 giờ 45 phút giờ địa phương. Chiều ngược lại khởi hành lúc 9 giờ 45 phút tại Hiroshima giờ địa phương và đáp tại Hà Nội lúc 12 giờ 35 phút. Theo Vietjet, hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay đến xứ sở mặt trời mọc, mang đến nhiều cơ hội hợp tác song phương đa phương với nhiều sự lựa chọn bay thuận tiện. Trong năm 2023, Vietjet có kế hoạch cung ứng 1,5 triệu ghế giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết nối toàn diện các trung tâm du lịch và kinh tế của Nhật Bản với các điểm đến hấp dẫn trên khắp Việt Nam và khu vực như Úc, Ấn Độ, Kazakhstan. Nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp hè năm nay, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tuyến tàu từ ga Sài Gòn đi Quy Nhơn, Nha Trang. Ngoài ra, tùy theo nhu cầu đi lại của người dân, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khác trong dịp cao điểm hè năm 2023. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dịp cao điểm phục vụ hè năm nay, ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày như SE21, SE22, SNT1, SNT2, SE3, SE4, SE7, SE8, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu tuyến Sài Gòn Nha Trang và Sài Gòn Quy Nhơn. Tàu SNT4 xuất phát từ ga Sài Gòn lúc 22 giờ 5 phút đến Nha Trang lúc 6 giờ 30 phút vào các ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần từ ngày 31 tháng 5. Với tàu SNT5 bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, tàu sẽ xuất phát ở Nha Trang lúc 12 giờ 30 phút đến ga Sài Gòn lúc 22 giờ vào các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Với tuyến Sài Gòn Quy Nhơn từ ngày 1 tháng 6, tàu SE30 xuất phát từ ga Sài Gòn Quy Nhơn vào các ngày 20, 21, 27 và 28 tháng 5. Tàu SE30 sẽ chạy vào các ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên, ngành đường sắt luôn sẵn sàng tổ chức chạy thêm các tuyến tàu khác phục vụ các đoàn khách tập thể công ty khi có nhu cầu. Bất chấp tình trạng kinh tế khó khăn, ngành sản xuất thiết bị điện, sản xuất kim loại vẫn tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động. Ở chiều ngược lại, các ngành nghề dệt may, sản xuất đồ gỗ phải cắt giảm lượng lớn lao động do thiếu đơn hàng sản xuất. Theo số liệu của Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 32.000 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 28.600 người lao động đủ điều kiện. Đa số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp thuộc các nhóm ngành nghề dệt may, sản xuất giường, tủ, bàn ghế, sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Ở chiều ngược lại, các ngành nghề sản xuất kim loại, sản xuất thiết bị điện, sản xuất sản phẩm thuốc lá lại tăng tỷ lệ tuyển dụng người lao động. Cũng theo Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 4, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần 30.000 lượt người, nâng tổng số giải quyết việc làm trong 4 tháng đầu năm 2023 là gần 109.000 lượt người, đạt 36,2% kế hoạch năm. Về tạo việc làm mới, tháng 4 có hơn 12.300 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới trong 4 tháng đầu năm 2023 là gần 48.900, đạt 34,9% kế hoạch năm. Những ngày gần đây, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như EDG, Mellower Coffee, Findeli, McDonald's đồng loạt trả mặt bằng kinh doanh quanh khu vực nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh. Làn sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu lan sang các tuyến đường liền kề như Đồng Khởi, Nguyễn Du. Từ trước đến nay, khu vực nhà thờ Đức Bà và Bưu điện Thành phố luôn thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến để vui chơi, mua sắm. Do đó, đây cũng là nơi mà các thương hiệu lớn trong tất cả các lĩnh vực như thời trang, thức ăn nhanh đặt mặt bằng buôn bán. Tỷ lệ lấp đầy mặt bằng quanh khu vực này luôn rất cao,
dù giá cực kỳ đắt đỏ. Tuy vậy, những ngày gần đây, hàng loạt thương hiệu lớn quanh khu vực này đồng loạt trả mặt bằng, ngừng hoạt động kinh doanh. Cụ thể, thương hiệu EDG liền kề bưu điện thành phố đã tháo biển hiệu kinh doanh. Quán cà phê, cà phê Sài Gòn La Porte nằm liền kề bưu điện thành phố cũng đã đóng cửa nhiều tháng qua. Đại gia McDonald's cũng đã trả mặt bằng và thương hiệu này đã rút đi trong nhiều tháng, nhưng mặt bằng này vẫn chưa có đơn vị khác thuê. Điều đáng nói là làn sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu lan sang các tuyến đường liền kề như Đồng Khởi, Nguyễn Du. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực này, giá thuê đắt đỏ cộng thêm việc kinh doanh không tốt trong thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên. Đội cảnh sát hình sự công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh và công an các phường trên địa bàn vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sinhan trên đường Tôn Đức Thắng để rà soát hoạt động tài chính tại công ty này. Rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và ghi lời khai các nhân viên của công ty Sinhan liên quan hoạt động cho vay. Đây là động thái của công an quận 1 trong đợt kiểm tra rà soát các công ty tài chính có trụ sở trên địa bàn. Ngoài ra, công an thành phố Hồ Chí Minh và các quận huyện thành phố Thủ Đức đang tiếp tục đẩy mạnh rà soát xử lý sai phạm tại các công ty tài chính thu hồi nợ trên địa bàn thành phố. Trước đó, công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt xóa nhiều đường dây ổ nhóm tội phạm núp bóng công ty tài chính, công ty luật và công ty mua bán nợ để thực hiện hành vi khủng bố cưỡng đoạt tài sản người vay. Thủ đoạn của các đối tượng là cắt ghép hình ảnh bôi nhọ danh dự, gọi điện thoại nhắn tin đe dọa, tạc sơn. Ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng trên, hãy đến cơ quan công an gần nhất để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý các đối tượng. Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các nhà mạng đang quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sim rác, cuộc gọi, tin nhắn rác, từ đó ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo tín dụng đen. Tuy nhiên, một thủ đoạn mới mà tội phạm phi truyền thống đang lợi dụng triệt để, đó là dùng trạm phát sóng di động BTS giả để phát tán hàng chục ngàn tin nhắn rác mỗi ngày. Phóng sự này cũng sẽ khép lại Kinh tế Phương Nam ngày hôm nay. Trong tháng 3 năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra, xử lý 8 vụ sử dụng trạm phát sóng BTS giả để phát tán tin nhắn rác, tin quảng cáo, tin nhắn giả mạo với mục đích lừa đảo người dân tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Quảng Nam, Thanh Hóa. Trước đó, Cục An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, các đơn vị liên quan phát hiện bắt giữ 5 đối tượng gồm Huỳnh Long Đạt, Bế Văn Trường, Hoàng Quốc Anh, Trương Đức Dương và Nguyễn Hoàng Quân có hành vi lắp đặt, sử dụng trạm phát sóng di động, trạm BTS trái pháp luật để phát tán tin nhắn rác tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng ngày tôi làm việc từ lúc 7 giờ sáng cho đến 1 giờ sáng hôm sau, làm khách sạn. Mình thao tác như nào kiểu gì? Thao tác là trước tiên là bật cái máy phát nhắn rác lên, rồi sau đó dùng điện thoại Oppo kết nối với wifi có mạng internet, sau đó vào mạng xem, vào cái phần mềm xem, rồi sau đó thoát ra ngoài kết nối điện thoại Oppo với cái wifi của cái máy phát tin nhắn này, rồi sau đó vào lại ứng dụng xem, rồi sau đó soạn nội dung tin nhắn ở đầu số điện thoại, nội dung như kiểu là để kết bạn Zalo, ví dụ như là em cô đơn quá em muốn tìm người yêu, thường thường cái nội dung tin nhắn nó tập trung là như thế. Do thiết bị giả trạm BTS gọn nhẹ nên các đối tượng lừa đảo có thể cho lên ô tô chạy đến những khu vực đông người như ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, các sự kiện tập trung đông người, trung tâm thương mại nhằm phát tán được nhiều tin nhắn SMS. Đây là một lỗ hổng khi công nghệ di động GSM 2G hiện nay không yêu cầu người dùng xác thực lại mạng, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Hàng ngày thì cho thiết bị đó lên cái xe máy để chở đi chạy dọc đường đến những cái ngã ba, ngã tư là đông người, nhằm mục đích là để phát tán tin nhắn quảng cáo. Và cứ một tiếng thì sẽ chụp lại số lượng để gửi báo cáo với cho Giang. Các cái trạm sóng BTS sẽ gửi các cái tín hiệu broadcast đến và các cái máy điện thoại di động. Và dựa vào cái
cái độ mạnh của cái tín hiệu của cái sóng di động đó, thì về cái xu hướng chung là các thiết bị sẽ di động sẽ kết nối với cái trạm BTS gần nhất của nó. Thì một trong những cái lỗ hổng của các cái giao thức GSM, đặc biệt là đối với lại mạng 2G, thì về cái vấn đề an toàn và bảo mật thông tin, vấn đề liên quan xác thực là tương đối yếu. Lợi dụng vào cái kẽ hở này thì các cái thiết bị giả làm các trạm BTS sẽ thực hiện cái việc là giả cái mã hiệu của một trong những cái mạng điện thoại di động hiện hữu. Ở đây ví dụ đó là Viettel, Vinaphone hoặc là Mobifone. Và cái việc do cái việc mà xác định kết nối giữa trạm BTS và các cái thiết bị này đối với lại các giao thức 2G và GPS là không xác thực bổ sung. Thành thử ra là cái việc kết nối này nó diễn ra tương đối là dễ dàng nếu như cái thiết bị, cái trạm giả BTS này, nó ở rất là gần với lại các thuê bao di động. Thiết bị BTS giả chèn vào tần số của các nhà mạng. Những thiết bị này do các đối tượng cầm đầu làm nên và chuẩn bị nội dung tin nhắn, sau đó bàn giao cho các đối tượng khác phát tán theo hình thức ngẫu nhiên. Thiết bị đi đến đâu thì tất cả người sử dụng điện thoại trong vùng phủ sóng, thường là trong bán kính khoảng 2 km, sẽ nhận được tin nhắn. Các đối tượng này khai nhận là được các đối tượng người nước ngoài cung cấp và thuê đi phát tán trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Với ba cái máy BTS giả này thì các đối tượng có thể phát tán đến 80.000 tin trên một thiết bị trong vòng 1 ngày. Tức là nếu như chúng ta lấy cái ví dụ chẳng hạn như là nếu bây giờ mỗi một tỉnh có một cái thiết bị như vậy, và với trong vòng 1 tháng thì trên cả nước Việt Nam ta sẽ có khoảng hơn 150 triệu tin nhắn rác được phát tán ra. Tin nhắn rác đang là nỗi ám ảnh của người sử dụng điện thoại di động. Ngoài quảng cáo dịch vụ thì các đối tượng lợi dụng để gửi đường link chứa mã độc, từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, tiền của người dân. Trước đây, tin nhắn rác sẽ phải dùng SIM, còn hiện tại các đối tượng đã tiến hóa dùng thiết bị giả trạm BTS với số lượng tin nhắn phát tán đi nhiều hơn. Đây là lý do vì sao mà các cơ quan, ban ngành đang siết chặt quản lý SIM rác, nhưng người dùng thuê bao di động vẫn liên tục bị tin nhắn rác làm phiền. Và đến đây, bản tin kinh tế và tiêu dùng của Truyền hình Công an Nhân dân cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.